Chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Xuân Hồng. Và ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn một cái ví điện tử mà các bạn sẽ rất là thân thuộc đó là Zalo Pay. Thì như các bạn cũng biết, đa phần thì tất cả người Việt Nam gần như là ai cũng biết tới Zalo đúng không các bạn? Bởi vì chúng ta sử dụng cái phần mềm đó là Zalo để chúng ta chatting với bạn bè và làm việc. Vậy thì Zalo Pay thì các bạn có thể tìm kiếm ở trong cái ứng dụng Zalo luôn của mình bằng hai phương án. Một là các bạn chỉ cần lên cái phần tìm kiếm các bạn ấn Zalo thì nó sẽ recommend cho bạn là Zalo Pay hoặc là bạn nào đã từng truy cập Zalo Pay rồi thì các bạn chỉ cần lên phần tìm kiếm là nó sẽ gợi ý cho các bạn ngay ở phía dưới luôn. Đấy thì mình nhấn vào Zalo Pay các bạn nhé thì Đầu tiên thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây rất là nhiều thông tin của Zalo pay gửi cho mình và nếu bạn nào mà chưa có ví thì các bạn nhìn xuống dưới các bạn sẽ thấy phần gọi là mở ví Zalo Pay thì các bạn chỉ cần nhấp vào đó để chúng ta thực hiện theo hướng dẫn thôi các bạn nhé. Đấy. Rồi, ở phía dưới thì các bạn có thể nhìn thấy là Zalo Pay nè, ngân hàng nè, thanh toán nè thì mình sẽ ấn vào đây phần Zalo Pay thì các bạn sẽ nhìn thấy là ví Zalo Pay liên kết ngân hàng, ví ưu đãi. Thì mình sẽ nhấn vào ví Yellow Pay để mình giới thiệu một số những cái tính năng cho tất cả các bạn, các bạn nhé Thì à, đầu tiên mình sẽ nhìn thấy ở trên cái, ở phía trên đó là phần quét mã QR Rồi à, mã thanh toán, nạp rút tiền, ví ưu đãi Thì như các bạn biết thì nạp rút tiền thì cũng giống như các ví khác thôi Thì các bạn chỉ cần nhóc vào và các bạn tiến hành nạp tiền hoặc rút tiền thì trước lúc đó thì các bạn phải tiến hành cái bước đó là liên kết ngân hàng các bạn nhé. Còn nếu như mà các bạn chưa liên kết ngân hàng thì thì mình cũng sẽ không nạp được tiền và cũng không rút được tiền luôn. Đấy. Rồi, mình sẽ giới thiệu cho các bạn thêm một cái phần gọi là ví ưu đãi thì ở đây là các bạn sẽ nhấp vào đây và các bạn sẽ hiển thị được những cái phần ưu đãi của ví dành cho mình các bạn nhé. Rồi, phần mã thanh toán thì các bạn nhấp vào đây và chúng ta ấn xác nhận mật khẩu để chúng ta sử dụng cái tính năng này. Và quét mã QR thì cũng giống như tất cả những cái ví khác Thì chỉ khi mà các bạn, ví dụ như là các bạn có tiền ở trong ví đi Các bạn tới một cái cửa hàng mà các bạn nhìn thấy cái phần thanh toán của Yalope Thì các bạn chỉ cần là mở cái phần gọi là quét mã QR này ra Và các bạn thanh toán thôi Thì như thế này nó sẽ hiển thị như thế này Và các bạn đưa cái phần này vào cái phần quét mã QR Thì chúng ta sẽ thanh toán được các bạn nhé thì sau khi mà các bạn quét mã QR thì các bạn chỉ cần nhập số tiền và nhập post thôi là được rồi ha. Đấy. Rồi thì mình cũng sẽ giới thiệu qua cho các bạn đó là cái phần một số những tính năng mà mình thấy cũng khá là hay của Zalo đang có. Thì các bạn có thể nhìn thấy là phần nạp tiền điện thoại thì được giảm tới 24%. Chuyển tiền, nạp tiền, liên kết ngân hàng thì các bạn lưu ý là hiện tại thì các bạn liên kết ngân hàng là các bạn có phần quà tặng luôn các bạn nhé. Rồi các bạn có thể mua được thẻ điện thoại nè Nạp 3G, 4G Thanh toán hóa đơn Ví dụ như điện nước Đây mình nhấp vào cho các bạn xem ha Đây, điện, nước internet, truyền hình, thanh toán và tiêu dùng chung cư Thanh toán học phí, điện thoại trả sau vân vân ha Thì cái phần thanh toán học phí này nó cũng khá là tương đồng với cái phần thanh toán học phí ở bên chỗ VNP Các bạn nhé Rồi mình sẽ nhìn thấy một số những cái service ở trên cái App này là mình thấy là có thể mua được vé máy bay, vé xe khách. Đó. Rồi có một cái mục gọi là nhận tiền ở đây. Đấy thì mỗi mỗi lần các bạn cần nhận tiền thì các bạn là sử dụng để quét mã thanh toán mà không cần kết bạn này. Đấy. Các bạn là sẽ nhập số tiền vào và mình quét là mình nhận được tiền. Có thể là các bạn mượn tiền từ một cái ví Zalo của bạn của mình cũng được đó các bạn rồi theo đó thì các bạn nhìn ở phía dưới tiếp thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái banner mà thể hiện những cái chương trình mà jalope có liên kết với những cái đối tác thì mình có nghiên cứu thì ở đây thì các bạn có thể thấy là ví dụ như là zalo có liên kết với sàn thương mại điện tử đó là lazada này tiki là về mặt hàng hóa các bạn ha có liên kết với một số những đối tác vận chuyển ví dụ như là Ahamove là một trong những cái công ty phục vụ về giao hàng tức thời hay các bạn cũng có thể nghe quen cái thuật ngữ đó là delivery on demand Bemin là một cái app về đồ ăn F&B đó các bạn ha rồi có liên kết với Circle K luôn các bạn các bạn có thể mua hàng trên Circle K luôn nè có 7-Eleven và các bạn có thể thậm chí là mua bảo hiểm trực tiếp ở trên cái ví điện tử này luôn, khá là thuận tiện các bạn ha. Và một phần gọi là phần hot deal. Thì ở trong này nó sẽ tổng hợp tất cả những cái hot deal mà đang có ở trên cái ví điện tử ZaloPay và mình thấy đa phần là về đồ ăn và đặc biệt là những cái món trà sữa rất là được các bạn ưa chuộng các bạn ha. Đó. Thì các bạn cũng có thể tham khảo và thậm chí là có một cái phần cũng tương đối hay đó là cái phần gọi là gian hàng của tôi. Đó, thì các bạn có thể um, các bạn có thể thử về cái phần gọi là gian hàng của tôi ở đây nó giống như cái dạng là các bạn đăng ký mở cái gian hàng ở uh, liên kết với lại uh, bên Zalo vậy đó các bạn thì các bạn có thể tham khảo những bạn nào mà đang có những cái shop hoặc là, là có kinh doanh tại nhà các bạn mong muốn hợp tác hoặc là những các bạn cũng là một cái phần của cuộc doanh nghiệp ấy thì các bạn cũng có thể đăng ký ở trên này ha rồi thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một số những cái đơn giản nữa đó là phần giao dịch Giao dịch là ở đây các bạn có thể nhìn thấy là mình được ưu đãi hoàn tiền thì mình được hai cái giao dịch mình tham gia những cái trò chơi của Zalo hoặc là những cái vòng quay may mắn thì mình nhận được những cái ưu đãi này. Và ở phía dưới cùng bên phải thì các bạn sẽ nhìn thấy một cái phần gọi là cá nhân. Thì cái phần cá nhân này á thì các bạn sẽ nhìn thấy được số dư của mình, ngân hàng các bạn liên kết, những cái hóa đơn của mình. Và các bạn có thể gửi yêu cầu hỗ trợ lên ZaloPay để mà được uh, hỗ trợ các bạn nhé. Thì trong cái phần thiết lập tài khoản này thì các bạn sẽ nhìn thấy rất là nhiều phần ví dụ thay đổi mật khẩu này, quên mật khẩu này, quản lý liên kết này. Thì trong phần này thì có một cái phần giới thiệu về ví ZaloPay. Thì nếu như mà bạn nào là người mà lần đầu tiên các bạn sử dụng ví ZaloPay thì các bạn cũng có thể đọc những thông tin ở đây. Đây, các bạn có thể nhìn thấy những cái tính năng cũng giống như là phần giới thiệu rất là chi tiết của Yalopay. Thì mình ở đây mình chia sẻ với các bạn một điều là đa phần các bạn sử dụng Yalopay bằng một cái ứng dụng chat đúng không các bạn? Cho nên là mình biết được luôn là bởi vì mình nói chuyện với rất là nhiều bạn bè thì một số bạn bè cũng khá là lo ngại là không biết là từ một cái ứng dụng chat và và họ phát triển với điện tử thì liệu cái ví này có an toàn không cho người sử dụng và nó cũng là một cái rào cản lớn nhất khiến cho chúng ta quyết định sử dụng một cái ví điện tử đúng không các bạn? Thì các bạn có thể đọc thêm cái phần là bảo mật của ZaloPay thì ở đây mình thấy là thực hiện tiêu chuẩn bảo mật PCI và DSS. Đấy và các bạn cũng có thể An tâm hơn là bởi vì là những cái ví điện tử này chắc chắn thì họ sẽ liên kết hoặc là họ sở hữu luôn một cái cổng thanh toán Cho nên cái việc mà đảm bảo về cái thông tin về ngân hàng cũng giống như password của các bạn được đảm bảo tuyệt đối Và các bạn cũng nên một lần trải nghiệm và chúng ta tin tưởng vào những cái công nghệ hiện đại Thì mặc dù những cái app khác, ví điện tử khác thì họ cũng có những cái um, áp dụng những cái công nghệ về bảo mật khác nhau Ví dụ như là AI hoặc là ví dụ như EKYC Đấy, tùy cái ví điện tử mà họ áp dụng Thì mỗi cái công nghệ thì nó có một cái mức độ đảm bảo và security khác nhau cho nên là mình cũng muốn nhắc nhở các bạn ở chỗ này để các bạn cân nhắc chúng ta sử dụng một cái ví điện tử cho phù hợp. Riêng bản thân mình thì mình nhận thấy Zalo đã là một cái ứng dụng chat khá là thành công và phổ biến được rất là nhiều người sử dụng rồi và hiện tại là bên Zalo cũng phát triển thêm về cái mảng ví điện tử đó là Zalo Pay thì mình nghĩ mọi người cũng nên dành thời gian cũng giống như là trải nghiệm thử một cái ứng dụng này để chúng ta có thể kết nối với bạn bè và thanh toán dễ dàng hơn các bạn nhé. Và trên đây là những cái phần giới thiệu và review của mình về ví Zalo Pay. Hy vọng các bạn sẽ yêu thích phần chia sẻ này và đừng quên like, share và subscribe kênh youtube của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.